Làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet? Muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet thì bắt đầu từ đâu? Và tại sao chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet và xây dựng thương hiệu trong bán hàng, trong kinh doanh? Chị em biết bán hàng là bán mình. Khi chúng ta ra mua những thuốc ở ngoài thị trường, khi chúng ta có một vấn đề nào đó cảm cúm cổ mũi hay là đau bụng, tại sao chúng ta sĩ hoặc là dược sĩ nào đó tư vấn chúng ta? Lý do đầu tiên là khách hàng chúng ta cũng vậy, nếu họ biết đến thương hiệu của chúng ta, mình là ai và lý do gì họ mua hàng cùng. Và anh chị em có công nhận với tôi là mua một sản phẩm dịch vụ nào đó, đầu tiên là chúng ta ưu tiên những người quen biết và những người chuyên gia. Bắt đầu có một nhu cầu nào đó thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến một ai đó giúp chúng ta có được cái đó. Và anh chị em biết là tại sao mà chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet? Có rất nhiều lý do. Lý do đầu tiên tôi vừa nói, từ chỗ mua hàng là tin tưởng, mua hàng từ chuyên gia, từ người quen biết. Và tại sao phải xây dựng thương hiệu? Rất nhiều bạn những người ta có yếu tố chuyên gia thì đấy là thương hiệu của họ. Rất nhiều vị diễn viên trước đây, anh chị em biết là nổi tiếng trên một bộ phim nào đó, nhưng sau này rất nhiều lý do và người ta biến mất khỏi thị trường bởi vì họ không biết quảng bá bản thân của họ. Bởi vì anh chị em biết là không thể mãi là người ta là diễn viên điện ảnh khi còn trẻ, còn họ rất nhiều tiktoker cũng vậy, họ đang còn khi tuổi thanh xuân, họ đang còn xinh đẹp sexy thì họ lên trên mạng rồi họ nhảy nhót, đương nhiên kênh nó tăng trưởng. Tuy nhiên thì thông thường những cái kênh này tại vì sau một thời gian ngắn thì nó biến mất khỏi thị trường. Chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu cho chúng ta. Ví dụ tôi trước đây họ biết đến tôi là một người kinh doanh, một chủ doanh nghiệp, một doanh nhân, nhưng sau này tôi không còn làm nữa thì họ nhớ đến tôi là ai? Và chúng ta không thể mãi là tuổi tác, chúng ta không thể là trẻ mãi được, đúng không ạ? Càng ngày chúng ta càng già đi, câu chuyện chúng ta định vị chúng ta là tuổi tác nữa, đúng không ạ? Tôi có thể thời điểm này tôi đang tuổi này và tôi không thể là quay lại tuổi của tôi cách đây 10 năm về trước. Vì vậy tôi phải xây dựng cho tôi một thương hiệu nào đó. Và khi anh chị em xây dựng được một thương hiệu nào đó rồi, có định vị được trên con mắt của mọi người, khán giả cũng như là những người xung quanh rồi, thì anh chị em nhớ là chúng ta bán hàng và tạo giá trị. Và những người giàu có họ không phải là vật chất nào đó, bởi vì vật chất của hôm nay thì ngày mai chắc gì nó đã có tương đương. Bởi vì yếu tố cuối cùng là không phải là thương hiệu của cái sản phẩm nào đó, những câu chuyện thương hiệu cá nhân thì nó tương tồn mãi mãi, đúng không ạ? Chẳng hạn như anh chị em thấy David Beckham là một cầu thủ siêu sao bóng đá, nhưng anh em nếu ai đó yêu bóng đá thì biết được anh rơi bóng đá vào từ những năm 2014, và thậm chí anh ấy đã có một người đứng sau lưng xây dựng nhân hiệu cá nhân cho anh ấy từ những năm 2012 cả. Và sau này khi anh tung ra cái thương hiệu xe Range Rover anh mua lại và vở to, thì cả một cái thương hiệu bây giờ là nâng lên từ sau 24-26 anh bắt đầu. Tại vì sao khi anh ra cả thương hiệu giày dép quần áo và thương hiệu siêu xe, sau một thời gian rất là ngắn định vị thương hiệu của anh đã có hàng tỷ đô la. Và chẳng hạn như ở Việt Nam cũng vậy, rất nhiều người họ trend bởi có câu số nào đó khi càng tăng lên thì họ rất là nổi tiếng, nhưng sau này họ không định vị thương hiệu cá nhân và một thời gian ngắn thì chân biến mất khỏi thị trường và người ta không biến cá nhân của họ trở thành một thương hiệu bên những sau này. Và tôi ví dụ như anh Vũn Hoa Hồng hay là anh Hải Tây Bắc và một số kênh của bạn bè thôi, họ là những người đơn giản ở đồng bào nông thôn xa xôi hẻo lánh, nhưng họ xây dựng thương hiệu cá nhân thì bên cuối cùng với doanh nghiệp của họ và họ dễ bán hàng. Và một chút nữa nếu có thời gian tôi sẽ show cho anh chị em thấy những người bình thường và tại sao họ phải xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet như vậy. Và khi họ xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trên Internet thì họ sẽ bán được rất nhiều hàng và uy tín cá nhân họ lên rất là cao. Và sau này tôi bị tin chắc một điều đó là khi chúng ta ra đi, thương hiệu chúng ta còn mãi Internet hoặc là bất kỳ kinh doanh thì chúng ta phải trao giá trị gì đó cho thị trường. Không phải là chúng ta xây dựng nhãn hiệu là nhãn hiệu được, quan trọng là chúng ta mong muốn là trở thành ai. Chuyện anh chị em thấy là khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, và chúng ta muốn trưởng thành ai thì đó là cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta học hỏi và phát triển bản thân. Bản thân tôi trước đây tôi bắt đầu tham gia những lớp học thì tôi cũng rất là tự ti, đồng thời là ăn nói ngôn ngữ của địa phương chúng ta rất là tự ti. Cách của tôi là tôi muốn trở thành ai thì tôi đi học những người thầy đó và tôi theo học, và sau này những cái cách mà tôi theo dõi họ, tôi học tập họ và tôi muốn trở thành họ. Và bây giờ tôi trở thành một nhà tư vấn đào tạo thì tôi bắt đầu theo những người thầy tôi và tôi học hỏi họ. Những hành động họ hàng ngày họ làm gì
thì tôi đều làm theo. Và từ những cái người mà không tự tin đám đông, và bây giờ tôi đã sẵn sàng lên những cái sân khấu lớn và tôi đào tạo và tôi nói ở trên đó. Thì đấy là một cái hành trình chúng ta có ngay bắt đầu. Thầy tôi nói là đầu tiên là chúng ta mọi cái đều phải có từ trong đầu, có tư duy, có chiến lược đúng thì có hành động đúng. Đầu tiên chúng ta phải định vị là chúng ta trở thành ai, và khi chúng ta muốn rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi tìm những con người giúp chúng ta, hoặc là chúng ta định vị những hành động nhỏ của họ, họ đi đứng như thế nào và họ nói hiện dưới truyền thông là làm sao. Và một chút nữa tôi sẽ số cho anh chị em thấy thầy vì sao tôi follow những cái kênh mà tôi muốn trở thành họ, tôi học họ trở thành những cái người mà trước đây tôi hâm mộ. Và rất nhiều lý do tại vì sao đến thời điểm mà tôi tham gia những cái cộng đồng, những lớp học mà bây giờ tôi tự tin, và tôi dám tự tin là tôi vượt xa rất nhiều người ngoài kia. Bởi vì tôi dùng những cái cách này, cái thông thường con người của chúng ta là có một cái xu thế, cái gì đơn giản hóa với chúng ta thì chúng ta thường là xem không có giá trị. Sau này thầy có dạy tôi là những cái gì mà họ thường xuyên hỏi chúng ta và chúng ta thấy nó đơn giản không có giá trị nhưng nhiều người khác hỏi thì đó là ngoài cái gì chúng ta, khi chúng ta là dạy họ những điều đơn giản. Thì trước đây cũng chia sẻ với anh chị, bản thân tôi không biết chụp ảnh và tôi không đam mê chụp ảnh, những bức ảnh tôi thì hầu như người khác chụp cho tôi. Sau này đi học thì tôi biết có một cái công cụ giúp tôi, đó là Pinterest. Bây giờ tôi muốn trở thành một doanh nhân hay là một nhà đào tạo thì hàng ngày những bức ảnh đó là truyền cảm hứng cho tôi và thầy tôi những người đó làm như thế nào, chụp ảnh ra làm sao, ăn nói như thế nào. Tất nhiên thì từ tín được đám đông để nói được như ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với anh chị, tôi đào tạo rất nhiều người, những người không tự tin, thậm chí họ là dân tộc đồng bào địa phương, nhưng mà không có cách nào khác là chúng ta nói và chúng ta. Nhưng anh chị em nếu có ai đó theo dõi tôi thì sau đây tôi bắt đầu thay đổi dần ngôn ngữ cơ thể của tôi, và thường ngồi thế này là trước đấy tôi hay bỏ người thế này. Nhưng mà để tự tin thì có một vài bí quyết nhỏ là chúng ta phải ngồi vươn vai ra. Khi chúng ta cũng là con người của tôi, ví dụ là tôi ngồi thế này, tôi có người thế này lại thì ra ngoài tôi không bao giờ tôi tự tin được. Nhưng ra ngoài thì tình trạng đi của tôi phải đi khác, vai của tôi thì phải mở ra. Và tôi được tham gia những cái khóa huấn luyện, khóa học, và sau này tôi bắt đầu yêu chạy bộ. Bởi vì tôi biết là lợi ích của sự chạy bộ là mang lại cho tôi cái tinh thần sảng khoái, chỉ số hạnh phúc tăng với cả và rất nhiều chỉ số. Và tự tin trước đám đông cũng như vậy. Tại sao tôi phải chạy bộ và luyện những cái môn thể thao nó cuồng nổ như vậy? Nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ cùng với anh chị em những điều này. Trước đây tôi cũng như mọi người ấy, tôi đi học thì thầy tôi dạy phải là hoạt động về thể dục thể chất. Để con người ta có cái sức mạnh khỏe thì chúng ta thông minh ra bằng nghĩ được nhiều cái và đam mê ham muốn nhiều cái. Và từ đó thì ra ngoài chúng ta có một vài có thể tự tin hơn rất là nhiều. Sau đó thì khi chúng ta biết chúng ta tìm ra thế mạnh chúng ta rồi, chúng ta muốn trở thành ai thì tiên là chúng ta luyện ngôn ngữ cơ thể. Thì đấy là những cái yếu tố mà để chúng ta tự tin hơn. Người ta nói là không ai sinh ra và đã biết đi ngay, đúng không ạ? Và chúng ta phải bắt đầu từ những hành động nhỏ. Và có một cái sự kiện mà tôi nhớ mãi là tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tôi đào tạo thì có cái bạn là xấu, thì bạn ấy rất yêu mến tôi. Sau này bạn có ý là thầy tại sao thầy chia sẻ, thầy nói giọng hướng nghe. Thì chúng ta thường là chúng ta tự tin cái giọng nói này rồi, ngôn ngữ cơ thể rồi, ta cũng chọn địa phương nào đó, đúng không ạ? Bản thân tôi thì người địa phương của một tỉnh Nghệ An, tôi cũng rất là khó khăn về cái việc ra ngoài thì tiếp xúc cũng như là những điều giọng nói của tôi. Mình có cái gì thì cứ nói vậy là mình tự tin, mình được nỗ lực nói giọng bắt giọng nam nào đó, tất nhiên nói được, luyện tập được thì nó rất là một điều đơn giản. Chúng ta tự tin, ta không bị gồng bản thân mình lên. Và rất nhiều người sợ ống kính bởi vì những yếu tố đấy họ không tự tin của anh chị. Bản thân tôi trước đây cũng như vậy thôi. Để lên được một cái video đầu tiên của tôi thì tôi mất đau đó rất nhiều ngày, và sau này thậm chí làm video rồi tôi không có làm hoặc lên mạng xã hội cả anh chị. Những con người của chúng ta là phải bị nỗi sợ trở về sau lưng, chỉ có hành động thì chúng ta mới có kết quả được. Và khi chúng ta hành động của 1% tiến lên mỗi ngày như vậy thì sau 1 năm 2 năm 3 năm và rất nhiều năm như thế chúng ta sẽ thay đổi những người của chúng ta. Và đấy là tại sao trước đây tôi cũng rất là tự ti và tôi ít ăn nói và lên sân khấu và tôi nói hoặc là cái đứng đám đông tôi nói một điều gì đó. Nhưng sau này tôi trở thành nhà đào tạo bởi vì tôi cũng thường xuyên luyện tập liên tục cả anh chị. Thì đấy là cái cách mà chúng ta luyện tập để tự tin, để xây dựng thương hiệu cá nhân. Và có một cái lý do là tại sao chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Như anh chị em biết là có một người em ở Quang Linh chẳng hạn rất là nổi tiếng. Người ta ở trong khi người ta cũng là một người nông dân rất là bình thường. Nhưng mà sau này người ta nổi tiếng lên bởi vì người ta đang thương hiệu cá nhân. Và anh chị em biết nếu như nhận nếu thương hiệu cá nhân của bạn này mà bây giờ gọi vốn hoặc là đầu tư
thì theo các anh chị là định giá thương hiệu cá nhân của bạn ấy thì rất là cao. Có rất nhiều người bạn, người em cũng như vậy. Chẳng hạn anh chị em biết là Gen Academy thì có các bạn Nguyễn Thú, bản Lang Công Tạc, hoặc là rất nhiều người bạn như Ma Thị Phương Ngọc Thảo, người đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Dao đỏ ở khu vực Tây Bắc là những người em, những người bạn của tôi. Trước đây anh chị em biết họ cũng rất là sợ, cũng không dám tự tin được đám đông. Và sau này người ta bắt đầu có những hành động đầu tiên là người ta lên kênh còn nói cái gì. Và hiện nay thì tôi đang xây dựng một cái team giúp em, là xây dựng một cái team tạo văn giá trị văn hóa cộng đồng cũng như ẩm thực các vùng miền Tây Nghệ. Thì sau 2 ngày tôi dạy các bạn những điều đơn giản thay đi. Hiện nay các bạn đã có những video đầu tiên trên kênh. Và nếu ai đã theo dõi thì công thức của tôi những điều đơn giản thì chắc chắn thôi, cứ quá một tháng thì các bạn rất là tự tin. Chỉ sau 2 ngày tôi biết là các bạn có những video rất là hay rồi. Và hành trình chúng ta luyện tập cũng như vậy thôi, các chị. Không biết là chúng ta bắt đầu từ đâu và là có những cái hành động gì. Và thông thường thì cái sai lầm lớn nhất là chúng ta không tự tin những việc làm đông. Thậm chí quay video lại mà sau này chúng ta post lên kênh cũng cảm post đăng lên video trên kênh không ai thì sợ người nhà anh em vào người ta chê bai bình luận comment đúng không ạ. Và thực tế là anh em chị em biết con người chúng ta thì có ghét khen có chê. Thực tế ngoài đời khi chúng ta không làm thì vẫn có người ghét chúng ta thôi, và vẫn có người khen chúng ta, thậm chí có những người vẫn có thành phần tiêu cực ngoài kia. Chúng ta phải vượt qua nó, bởi vì kể cả anh lên video hoặc là ở ngoài đời thế thôi, bao giờ cũng sẽ có người khen chúng ta, mặc cường người thương chúng ta, có người ghét chúng ta. Nhưng mà việc của chúng ta có làm thay đổi cuộc sống của chúng ta không anh? Và từ đây tôi cũng cảm xúc như vậy, và sau này tôi bỏ được cảm xúc và chiến thắng trò chơi bên trong tôi. Chúng ta cứ nghĩ là họ chê bai hay là cái gì đó, nhưng thực tế là không ai đâu cả anh chị, không ai bình luận comment, không ai chê trách chúng ta điều đó đâu. Ngay cả khi tôi đang nói đấy thì không phải ai thích tôi đúng không ạ, và ai lại nghe những lời tôi cả. Nhưng tôi biết chắc một điều là tôi trao giá trị ngoài kia thì sẽ có người nhận được. Và những lớp học đầu tiên tôi đào tạo thế thôi anh chị em, biết bao nhiêu người đến đúng không ạ? Tôi lên content một phát chưa đầy 10 người đến, và sau này lớp học tôi tăng dần bởi vì tôi trao giá trị ngoài kia. Và tôi biết cái gì thế nói thôi, bởi vì ở bản thân tôi để người ta hiểu được mình cần marketing cho bản thân mình có giá trị gì. Chắc một điều thì bản thân tôi để đây tôi nghĩ là so với những ngày đầu thì tôi không còn nhận ra tôi được, bởi vì hành trình luyện tập thế này thì làm con người tôi biến đổi rất là nhiều, tôi học tập rất là nhanh, bởi vì làm bài học. Và để xây dựng một thương hiệu cá nhân thì chúng ta bắt đầu từ những điều đơn giản. Chúng ta có kỹ năng gì, chúng ta có giá, mà cái chúng ta thấy chúng ta đơn giản hóa những người hỏi thì đấy là chúng ta là sở trường của chúng ta, hay còn gọi là thế mạnh của chúng ta. Thì đấy là những cái chủ đề bác cần chia sẻ. Ví dụ có những cái bạn là có nghệ thuật, là người ta đi học với sách tâm thì học nhiều, thì bạn ấy lên chia sẻ về nghệ thuật có đèn ho cho những bạn trai bạn gái mới, hoặc là bạn tự tin về nghệ thuật đánh đàn, hoặc là bạn làm một cái video gì đó bất kỳ, thì đấy cũng là thế mạnh của mình. Nhưng anh chị em cứ nhớ là khi chúng ta thấy dễ dàng thì ngoài kia rất nhiều người cần. Và trước đấy thì bản thân tôi thế này, cả sau khi tôi đi học tôi cũng hoảng loạn là tôi không biết lên kênh để tôi chia sẻ cái gì. Trước đây tôi không giỏi về công cụ công nghệ, nhưng sau này tôi học được kỹ năng về video marketing, về xây kênh, về internet marketing và một số mô hình kinh doanh, thì tôi thấy là ngoài kia rất là cần, bởi vì khi rất nhiều người hỏi tôi về điều này. Và sau này tôi xây dựng thương hiệu cá nhân, tôi làm một chuyên gia đào tạo tư vấn internet và mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp. Thì đấy là sau thời gian tôi thấy đấy là thế mạnh của tôi. Và rất nhiều người bạn trong lớp học của tôi thì quay lại hỏi tôi, bởi vì họ khó khăn thì hỏi tôi, và tôi thì thấy rất là dễ dàng, thì đấy là thế mạnh của tôi. Và tôi còn nói với các bạn là cả ai cũng đến học tôi, mà cả cái lớp video marketing thì rất nhiều người, những người cũng trở thành idol, những cái video marketing trên kênh mà người ta trở thành idol. Và nếu ai đó theo dõi tôi thì có một kênh tôi mới view 2 ngày, tôi đào tạo các bạn là những người đồng bào nông thôn rất là đơn giản, nhưng mà họ nếu mà áp dụng theo công thức tôi và luyện tập thường xuyên thì tôi tin chắc một điều, một tháng nữa các bạn sẽ biến idol và trên mạng xã hội. Bởi vì tôi cũng dạy các bạn tự tin cả gì nói cái đó, và nói những điều đơn giản. Chúng ta không nỗ lực phức tạp hóa vấn đề ra, bởi vì khi chúng ta cứ nỗ lực phức tạp hóa vấn đề ra là chúng ta nói một cái đó nó sẽ bị gông, và chúng ta không còn tự tin nữa. Cái gì đơn giản của ta thì ta dễ nói, và ta tự tin đúng không? Thì đấy là những cái yếu tố cơ bản. Và chúng ta đừng có quá kỳ vọng. Như tôi trước đây tôi chưa phát triển bản thân, tôi chưa tham gia lớp học, và tôi mong một thành trở thành một ai đó cao xa quá. Không sao, chúng ta có quyền ước mơ, chúng ta khao khát hành động là nó phải có. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái hành động đầu tiên. Cũng chia sẻ với các anh chị là những lớp học đầu tiên tôi học thầy Lê Thẩm Dương, thì tôi là một trong những cái doanh nghiệp rất là nhỏ trong những cái lớp học đấy. Thì tôi tự tin về bản thân tôi và tôi ngồi dưới cuối cùng của sân khấu, và sau này tôi không dám nói chuyện với mọi người. Nhưng sau này quen biết thì tôi phát hiện một điều là những anh lớn đấy, để họ rất chơi với mình. Mình cứ nghĩ trong tâm mình là họ chê trách hay là họ trẻ một điều gì đó, mình tự tin. Sau này tôi biết là càng lớn lên thì họ càng muốn chia sẻ với mình,
Và sau này tôi rất biết ơn những cái anh bạn mà chia sẻ với tôi về cuộc sống, về kinh doanh, về rất nhiều điều. Và sau này kể cả bản thân tôi, sau khi tôi phát triển bản thân đến giai đoạn này, tôi nghĩ là tôi có thay đổi. Và nếu không có ai hỏi tôi mà thôi, nếu ai hỏi tôi không bao giờ tôi chê đánh trẻ một ai hết. Chỉ cần ai đó hỏi tôi một điều gì đó, tôi sẵn sàng chia sẻ những điều mà tôi trải nghiệm và tôi học được một điều gì đó, thì đấy là những kiến thức tôi đang cho đi. Và càng chia sẻ thì anh chị bị ép biết điều gì diễn ra mà tôi càng chia sẻ tôi càng học được nhiều thứ, bởi vì chỉ có chia sẻ thì chúng ta nhớ được nhiều nhất. Và đây là một rất nhiều lý do tại vì sao trước đây chúng ta đi học phổ thông mà rất nhiều người sau này ra ngoài thì học rất giỏi toán giỏi văn giỏi hóa, nhưng mà sau này ra ngoài thì họ không thành công, bởi vì họ không tự tin đứng trước đám đông. Và sau này hành trình luyện tập thì càng ngày càng thu mình vào một góc nào đó. Còn những người đang lão đau và nỗi sợ ra ngoài xã hội, ra ngoài thị trường, lần đầu tiên thì chúng ta thở, lần thứ hai ta có kinh nghiệm hơn, dần dần thì nỗi sợ đấy nó dần mất. Đấy thì tôi cũng rất tự tin. Tôi ra những hội thảo lớn thì tôi bao giờ tôi ít nói và tôi không sẵn sàng chia sẻ. Và tôi có một cái khóa tham gia đại biểu hội đồng thì tôi cũng rất là ít phát biểu các anh chị, bởi vì chúng ta có thể biết được nhưng mà chúng ta không tự tin được đám đông. Nhưng sau này thì tôi bắt đầu có hành trình luyện tập, tôi vào hội chứng Hà Nội, thậm chí những sự kiện lớn hàng ngàn người. Nếu tôi không có cơ hội thôi, nếu có cơ hội tôi sẽ sống lên và tôi chia sẻ ngay, bởi vì chúng ta thông thường là không vượt qua rào cản nỗi sợ. Nhưng anh chị em nhớ cho tôi một điều là chúng ta nghĩ vậy thôi, những kiến thức kỹ năng của chúng ta vẫn có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và có giá trị đối với họ, bởi vì họ chưa có cái trải nghiệm đó. Khi chúng ta có trải nghiệm gì, chúng ta có thể mạnh gì, chúng ta chia sẻ điều đó thì cái về niềm chúng ta trở nên tự tin hơn. Và muốn trở thành ai đó thì chúng ta phải học hỏi họ, và có một công thức ngôn từ cũng có chia sẻ. Và người thông minh thì là người đi học những cái sai lầm của rất nhiều người khác. Và người là gì? Người có giá trị thì người đi học những công thức của một người khác thành công rồi thì ta muốn trở thành ai, qua lau cánh họ và nhờ họ làm mentor cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta, hay là học trò của họ. Và sau này chẳng hạn tôi tham gia khóa với thầy Phạm Thanh Long, trở thành thầy như một người luật lương. Và tại vì sao thầy lên được sân khấu và biến đổi hàng ngàn người ngoài kia thay đổi, và thầy từ những một người luật sư rất là bình thường và thầy làm biến đổi nhiều con người, và tôi muốn trở thành con người đó. Thì sau này tôi tham gia cái khóa cốt của thầy như vậy, rất nhiều người thầy sau này tôi follow kênh Dot chẳng hạn, hoặc là những thầy Johnson Excel, thì những hành động họ làm như thế nào thì tôi đều học theo và không thay đổi. Và những cái người thầy trẻ của tôi 2000, họ giỏi với TikTok, họ giỏi với Facebook nền tảng, những hành động họ làm gì thì hàng ngày tôi trở theo họ và tôi làm theo. Và tôi tập luyện dân thì đã bắt đầu từ thói quen nhỏ và trở thành kỹ năng. Và bản thân tôi thì anh để bây giờ tôi giỏi, tôi làm marketing internet thì chuyển thấy tôi có giỏi công cụ công nghệ. Ngay đầu tiên thì chúng ta bắt đầu học có 1-2 bao nhiêu, chúng ta nâng cấp dần lên. Rất nhiều người bây giờ anh chị em biết, các học viên của tôi là học PT ra, anh chị em nhớ tôi là học marketing. Bởi vậy vẫn học như học viên tôi, mà tôi nói kiến thức chia sẻ với marketing thì họ đều lắng nghe tôi, bởi vì có kiến thức kỹ năng và tôi đào sâu vào lĩnh vực của tôi. Và sau này tôi trở thành những người tự tin như thế này để tôi chia sẻ, bởi vì đừng có nghĩ là họ giỏi công cụ công nghệ nào đó, học FPT hay là một cái gì đó là họ giỏi. Tất cả chúng ta cũng bao giờ sinh ra chúng ta cũng có một kỹ năng nào đó, thì chúng ta nói những cái gì chúng ta biết và chúng ta tự tin. Và nếu chúng ta nói nhiều người cần thì đó là thị trường cần, đồng thời là chúng ta sẽ tự ta không nói những gì chúng ta không biết, mà chúng ta nói cái gì chúng ta biết và chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ tự tin. Và đang nói thêm một vấn đề nữa là tại sao thương hiệu cá nhân. Nhưng mà tôi biết giá trị một điều là sau khi tôi ra đi, kiến thức kỹ năng của tôi và thương hiệu của tôi thì càng ngày nó càng tăng, chị em có công nhận với tôi không ạ? Chỉ có cách này thì chúng ta bền vững và để lại giá trị của thế hệ sau. Bởi vì những cái gì đó kiến thức kỹ năng rất là bình thường, nhưng mà sau này anh chị em thấy là nó có giá trị với thế hệ sau là một cái đó. Ngay cả một kỹ năng phá cốc chè thôi đấy ạ, thì chúng ta cũng cần phải học. Ví dụ các bạn biết phá cốc chè, phá cà phê hay là một lĩnh vực nào đó thiếu gì hay một cái gì đó thì đấy cũng là một cái giá trị, bởi vì rất nhiều người cần ngoài kia không biết. Và cái thứ hai là thay vì họ nói với ta, tôi rất tân bắt một cái từ khóa thay nói với tôi là thay vì chúng ta ngồi đó không làm gì cả thì ở ngoài kia vẫn nói, thậm chí là không mong muốn như ý của chúng ta, đúng không? Họ có thể nói xấu và nói sai lệch khi vấn đề của chúng ta đi. Thay vì như vậy thì tại sao chúng ta không tự động chúng ta truyền tải bản thân chúng ta có kỹ năng gì? Và anh chị em phải biết là cái mặt tổng thống lớn như ông Kim hay là Donald Trump, người ta rất giỏi về marketing cho bản thân họ. Anh chị em theo dõi thì biết điều đó, thì đấy là những cái bước cơ bản hành động đầu tiên mình cần phải củng cố hệ thống niềm tin bản thân mình. Bởi vì không tự tin để hiện tại mà không có lời ra ngoài xã hội, anh chỉ có đi bán hàng, có đi làm bất kỳ việc gì, làm chính trị xã hội hay là bỏi cái tự tin thì mình có thể
nếu ai đó có câu hỏi nào thì đặt dưới ô bình luận, tôi sẵn sàng chia sẻ cùng với anh.